vn. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Tâm. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về dòng máy chính hãng là máy đục bê tông của thương hiệu là Kawasaki, chính hãng của Nhật Bản. Hai mặt kịch làm cái video này để giúp các bạn mua được hàng thật chính hãng với giá rẻ nhất thị trường. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy là máy đục bê tông Kawasaki CB20 Made in Japan nha các bạn ha. Thì cấu tạo trong máy thì bao gồm, đầu tiên các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy được sang hướng dẫn sử dụng. Các bạn lưu ý các bạn phải đọc sách hướng dẫn sử dụng này thì các bạn sẽ sử dụng máy vận hành được trơn tru hơn. Cái nhất, cái thứ hai các bạn sẽ bảo vệ máy được bền hơn. Các bạn lưu ý giùm mình. Và đây là thêm cái bên đó là một cái bạc quýt bề bạc để chúng ta giúp chúng ta được sửa máy dễ dàng hơn các bạn ha. Rồi tiếp tục, thành phần tiếp tục đó là cái mũi đục các bạn ha. Mũi đục này thì nó nhìn hàng Nhật thì nó hơi xấu xấu nhưng mà chất lượng nó thì rất là cao à, các bạn ha. Mũi đục này thì nó tròn ở trên và nó có một cái khớp giữa để nó giữ thôi. Nó khác cái mũi đục điện là mũi đục điện nó là lục giác và có khớp và không có khớp, xin lỗi các bạn, không có khớp. Còn này có khớp để nó giữ mũi đục lại ha các bạn ha. Thành phần tiếp theo không thể thiếu nữa nó là cái máy ha. Cái máy này là nó khoảng tầm 25-30 kg các bạn. Tôi chưa coi cái về thông số kỹ thuật nó nữa. Hôm nay tôi rất là bận nên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sơ tiếp tục. Đây các bạn nhìn thấy cái máy này nó có một cái tay này là tay hơi các bạn ha. Cái công tắc á mở, các bạn nhấp vô đây, khi các bạn dừng đứng cái máy lên thì các bạn bóp vô đây nên đây là các bạn sẽ xài được máy đó. Thì thân máy thì nó có như là thôi, là còn cái mũi đục này thì các bạn vặn cái này ra, các bạn gắn vào nha các bạn. Nè các bạn gắn vào thôi ha, nhưng mà phải mở ra, mở cái này ra nha, các bạn gắn vào thì các bạn sẽ sử dụng. Và cái máy này thì các bạn lưu ý cho mình, nó có một cái đường dầu, nó có một cái đường dầu, quên, cái đường hơi vào. Và cái đường hơi này cũng là đường dầu các bạn nhỏ trong quá trình các bạn sử dụng. Thì cái này các bạn bằng thêm một cái khớp nối vào nha, khớp nối vào thì chúng ta sẽ nối vào cái khớp khí, khớp khí của dây khí các bạn ha, từ máy nén khí. Thì các bạn lưu ý cái máy này sử dụng máy nén khí trục vít từ 20 ngựa trở lên nhé các bạn, 20 kW trở lên, 22 á. Thì cái bình của nó thì tương đương với khoảng 500-1000 lít các bạn ha, thì mới sử dụng một cái máy này. Nếu các bạn sử dụng một cái bình mà nó nhỏ hơn thì các bạn vừa mới xịt xong, các bạn vừa mới bóp cò xong, tức là hết khí trong bình thì máy nó cứ chạy liên tục. Thì tôi cam kết với các bạn là trong vòng khoảng nửa tiếng là cái máy nén khí của bạn sẽ bị hư. Lưu ý cái máy này là sử dụng máy nén khí trục vít, không sử dụng máy nén khí piston được nha các bạn ha. Nếu các bạn sử dụng máy nén khí piston thì các bạn chuẩn bị mua cái máy mới đi nha. Thì tôi giới thiệu như vậy. Và các bạn lưu ý sau khi một ngày chúng ta sử dụng xong rồi đó thì các bạn là phải nhỏ dầu vào cái này, mà nhỏ dầu vào nha, nhỏ dầu vào để cho giúp cho cái tất cả linh kiện trong này nó được bảo vệ. Vì cái khí vào của các bạn sẽ chắc chắn là các bạn lấy từ môi trường thì nó sẽ có hơi nước các bạn ha, thì nó sẽ làm rỉ sét các linh kiện trong này đó. Thì bây giờ tôi vừa mới giới thiệu xong cho các bạn cái máy Kawasaki KPT là CB20 Made in Japan. Tôi là Tâm đến từ website haimarket.vn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn có yêu thích tôi thì các bạn có thể nhấn subscribe và đăng ký kênh của chúng tôi.